Nên bây giờ quý vị thân mến, quý vị có thể cho tụi em xin 10 phút trên sân khấu để nói lời happy birthday của mẹ Trường Sang được không ạ thưa quý vị? Xin cảm ơn mọi người ạ. Tôi còn xin phép. Xin phép được cho em một miếng nhạc happy birthday to you của âm thanh ạ. Và kính thưa quý vị. Có lẽ không bao giờ hết, đây là một điều vô cùng ý nghĩa mà những người con của chúng ta phải làm, nên làm và luôn luôn phải ghi nhớ. Đó chính là báo ơn cha mẹ. Và ngày hôm nay, Trường Sang và Trường Huy, tất cả những ước mơ dành tặng cho chị, cha mẹ của mình sẽ là ở đây. Rồi bây giờ chị Phụng ơi, bây giờ em đếm 1, 2, 3 cái mình thổi nến nha. Mình mơ cái gì, mình ước cái gì ha. Bây giờ mẹ ước trước đi, xong rồi mẹ thổi nến. Một, hai, ba, chào chào ở đây thật lớn thưa quý vị. Happy birthday, Miss Tisco. Người đẹp của những người bạn nhỏ chúng ta và người đẹp của gia đình thương yêu Trường Phi và Trường Sang. Và hiện nay thì một khán giả fan hâm mộ là cô giáo Mai. À, cô giáo Mai đại diện cho khán giả yêu mến gia đình mình có một bó hoa tươi thắm. Chúc mừng sinh nhật chị Phượng ạ. Xin chào ở đây thật lớn nữa thưa quý vị. Cảm ơn cô Mai. Quên để chúc mừng sinh nhật mẹ các em ngồi đó. Ủa Quỳnh hôm nay cũng có mặt luôn đó không? Dạ. Trời nó lớn quá trời luôn. À em giới thiệu quý vị nha, đây là gia đình nhỏ của Trường Sang rồi quý vị. Sang là anh lớn, rồi kế bên là Sơn. À quên lộn, Huy, Trường Huy có người quen ha. Rồi ở giữa là bé Quỳnh đó quý vị. Một trong có thằng lớn cho cả nhà nào. Có lời chúc nào cho mẹ không? Trời, bây giờ cô Út Quỳnh có nói gì không? Dạ, nhân dịp trong sinh nhật của mẹ thì không có lời chúc. Cho mẹ là mong mẹ luôn được mình khỏe. Xinh đẹp như ngày hôm nay. Đấy là lúc nào cũng vậy. Dạ rồi, cảm ơn cả nhà ha. Rồi bây giờ cả nhà đứng qua bên đó rồi chụp một tấm nè. 1, 2, 3, Dũng Quỳnh đến với cả nhà cùng cười nha. Chuẩn bị nè, Út Quỳnh chuẩn bị chưa con? Huy, chuẩn bị nha, cô đến 1, 2, 3 nhìn bóng kính nha. 1, 2, 3. Chúc mừng cho hạnh phúc của gia đình ngày hôm nay. Một lần nữa chúc mừng chị Phụng ạ. Xin cảm ơn chị và chúc mừng các con các em. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại khu vực sân khấu. Cảm ơn những tình yêu thương và sự đồng hành của mọi người trong buổi tối nay. Và bây giờ một bài hát mà Trường Huy và Trường Sang sẽ xin phép được mở đầu cho đêm nhạc đặc biệt ngày hôm nay. Và cô sẽ nhường sân khấu đi lại cho hai tụi con ha. Xin mời. Dạ và sau đây thì hai anh em con xin phép gửi đến quý vị là một sáng tác của riêng con. Một ca khúc con đã phát hành trên kênh YouTube Trường Sang Official. Ca khúc được mang tên Giữ Đạo Làm Con. Mời đi cùng lắng nghe. Dạ, Trường Huy cũng xin phép gửi lời chào thân thương và lời chúc sức khỏe đến tất cả quý vị có mặt tại buổi Happy Birthday của mẹ Trường Huy ngày hôm nay ạ. Dành nói quá. Nói xong rồi khóc luôn. Bị gãy một chút thì mong quý vị thông cảm cho tụi con. Và tại vì đêm nhạc này là một cái đêm nhạc mà thật sự là mới vừa lên ý tưởng ngày hôm qua và ngày hôm nay làm luôn. Cho nên là không có kịp chuẩn bị hay là tập band, tập nhạc gì hết. Nên là cũng sẽ có những sai sót cũng như là về phần trình diễn hay là về sức khỏe và về mọi thứ. Mọi thứ cũng có thể sẽ sai sót. Cho nên mong quý vị sẽ yêu thương và bỏ qua cho anh em tụi con. Dạ, có việc nhiều. Cảm ơn Huy và Sang ạ. Hôm nay Huy và Sang có hát như thế nào thì mọi người cũng sẽ thương con hết. Tại vì tụi con không có nhiều thời gian để chăm lo trong cái việc hát của mình đêm hôm nay. Mà tụi con có quá nhiều việc phải lo ở gia đình của mình để mà có thể gọi là chăm sóc mẹ một cách trọn vẹn. Nên quý vị chắc chắn là sẽ hiểu và thông cảm, có đúng không ạ quý vị? Yeah. Rồi, cảm ơn tụi con nha, lát nữa mình gặp lại ha. Và bây giờ sẽ là tiếng hát của những người bạn, những người anh chị em thân thương của Trường Sang. Thưa chị Phụng, hôm nay là nguyên ekip gia đình nhỏ của tụi em có đủ hết á. Và đây là cái điều mà Diễm Phạm muốn khi mà Trường Huy và Trường Sang gọi và chị Tám gọi á.
chị Trang gọi á, thì là Diễm Phạm nói với tụi em rằng tụi con làm gì thì làm, phải sắp xếp tối hôm nay có đủ hết. Có Ngân, có Nhung, có Duy Suno, có Sắc Long, có Diễm Quỳnh, có Quỳnh Trang để hát cho mọi người ở đây, khán giả của Huy Sang nghe và cho chị nghe.